cung kỳ bái đạo cung thỉnh mời tiên thanh lai đạo nghi đàn riêng đăng sang quả thực sân lên lòng tiên bái thỉnh rước và dưỡng tiên nghi thanh bóng cửu dùng ngự lòng cung nghi ngôi cao chính vị ở trên trời sự chỉ bốn phương trong sáng như gương lòng trần nghi trong sáng như gương thần thông biến hóa sửa sang việc ở đời nhãn nhất chiến lòng thành dân kính cõi ngạc ngào thấu đến nghi cửa thiên để nhất thiên tiên cung thỉnh mời mẫu đệ nhất nghi thiên tiên thánh vân công chúa thượng thiên ngự về vân các thôn quê đất phủ dày vân các thôn quê kia hưng thiên bản nghi nhà lê cải sân cốt cái thanh tầng đẹp hình dung cốt canh nghi thanh tất nhiên 15 đi sát nghi kết hộp nhân xương tùy lỗ hương xạ nhiệm pháp xây mông quanh sư Phật ngài hội tất sao văn kỳ sư kết tương vân thành nhì phương anh sư Phật kiểu toàn thân nam mô hương cung giảng Bồ Tát Ma Ha Tát nam mô nhang cung giảng Bồ Tát Ma Ha Tát nam mô nhang cung giảng Bồ Tát Ma Ha Tát thân xa hồi cung xuống đồi ngang cầm nơi phố cát riêng một bầu gió mát chẳng thành đề nghị điện thiên cung thỉnh mời mong đề nghị địa tiên duyên xưa mong ư trong đỉnh sông sơn nhan sắc khác thường đẹp hình dung nhan sắc nghi khác thường xa xanh đôi một hoa vương cung bì lô hương xa nhiệt con rơi mông hương chư Phật hài hội tất sao văn quỷ sư kết tường vân thanh nhị phương minh sư Phật nghiền toàn thân nam mô hương cung giảng Bồ Tát Ma Ha Tát nam mô hương cung giảng Bồ Tát Ma Ha Tát nam mô nhang cung giảng Bồ Tát Ma Ha Tát thân xa hồi cung mẫu đệ tam mi cung thỉnh mời tiếng thanh nhớ đệ tam ngọc hồ thầm nữ mẫu ngự miền dưới thoại cung sớm kết loạn phòng kinh duyên sớm kết đi loạn phòng thảo mai tiểu tuyết nghi già lòng gieo oan nghi chẳng sẽ thay già nghi kim xuyên già nghi chẳng sẽ nghi hay già nghi và mười nữ để lòng tham mi sau đành nghi thủy quốc đung đình tiết xưa thủy quốc nghi động đình nhị đề tam mẫu thoại giáng sinh đền
dưới đinh chân nhang Phật cởi sung thương thượng đệ tử kiên thành nhiệt tài kim lô phong quạch khách nhân huân tinh tư mang thập phương tích nhật xa du miếng đại tiền tài sứ nam mô hương cúng dạng bồ tát ma tát nam mô hương cúng dạng bồ tát ma nam mô nhang cúng dạng bồ tát ma tát cai quang dung nhang thập cử diệu mẫu về xứng đăng riêng ngã tích tăng cung giảng kim phục hoàng lân cập thánh trương tiêu dưng vừa ta đang thật xa ân từ bi mẫn chúng sinh cố ngã kim đình lễ cai quang và diệu thiên tôn thật xa hồi cung chiền xa được thánh ông mi có lệnh chiền xa các quân thủy bộ này cũng là sư dịch ngô bình nó phạm nam thành nó phạm nam thành ngô bình nó phạm nam thành thì đành đông xẹt bắc tung hoành mọi nơi bên dòng cửa đài tiếng cảnh bầu trời bồng lai tiếng cảnh bầu trời gió ngang thoang thoảng hương bay ngát ngào trên thiên đình rồng bay nằm sát dưới Việt Nam địa thế anh linh cầm sai đổi lên thiên đình
thập cử diệu đức ông chứng đăng diện, ngã tiếp tăng cúng dường kim phục hoàng lân cầm thánh chúa tiêu xưng vương. Ta lăng thật xa ân từ bi mân chúng sinh, vô ngã kim đình lễ cai quang và diệu thiên tùng. Vang sơ dâng lên thương lại, vang sơ dâng lên đức ông tàu đối chép biên dành dành phê cho hai chữ trường sinh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thượng Hồng Đại Vương Nguyên nghe cúng đồng thiên, hai bộ trình đồng phát thành quan điệp tịch Phật kỳ thiên cùng minh đỉnh thần chữ phủ. Thiết cúng sơn trang thế tạo mình hình cũng công phá bằng kinh ngân hoa nghi đạo Phật kỳ đạo thật kinh an ra đảo hương ngon cầu thân thành đạt thượng thiên. Hàng linh tinh nơi kinh thần đồng trưởng đoàn văn bắc hát văn người phú yên người dân bản đấu dân trình tân đồng toàn duy minh bản mệnh sinh tư tất hở thiên hành canh nhị trọng trung tiểu tuế kim nhân nhân vật chi phủ minh tình quân bất ngầm bắc quan trung cùng thần quan bản gia môn đạo tức nhật ngưỡng an long nhan phủ giang thầm ngôn niệm tạng sinh tư thiện đạo hành này thánh môn phi sinh thành tố bẩm thiên tư nhiên bảo hữu kim bằng phu thánh lực ngà phi khẩu đạo hạt đặc an ninh đo kim nguyện các nhật phổ hữu sơ hoàn kiến thân tưởng câu đi cùng đi trần triều hiển thánh nhân vũ hưng đạo đại vương ngọc bệ hà trần triều cải thánh vương phủ vương mẫu vương phi phủ nhân ngọc điện hạ trần triều hiển thánh vương tử vương nữ vương tế vương tôn đại vương điện hạ trần triều tả văn quan hữu vũ tướng thủy bộ thần liêu thị tòng thánh chúng án hạ trần triều vũ lôi thần tướng hộ thần quan tả thiên viên lực sĩ vạn vạn tình binh vị hiển cúng vọng hồng từ thắng kim sở tấu phục nguyện đại vương nguyên nguy thánh đức đáng đáng thần công hộ quốc cứu dân trừ tà phò chính cận giải thoát viễn giả lai từ đông từ tây từ nam từ bắc quốc cứu từ ta yếu từ nhi tân nhà nhi tu nhi đồng trần tử như tư phủ thành tất nhiễm phi kim nhi kim cốc trọng đồng tình đáng thần là tình vô nhập kích thiết bình danh chi trí tẩm sớ thiên vận quý máu niên tập nguyệt các nhật thương thời thần đệ tử. Văn sơn dâng lên thương lại có sứ dâng lên đức ông về tông đôi xưa phê rõ ràng phi son nhị trường sinh nhị trường sinh phi do nhị trường sinh sư phu sư quý khang minh thọ trường phi do dũng mạnh đôi đường đức ông chấp kỳ tấu môn pháp sư sở tài quang phù pháp thể kinh ngàn bồ đề tăng trưởng chúng nhân ái kính nha ta họ phan khởi vì căn cao số trọng mình càng bóng quế người thì dương thế số lệ tiền cùng tiền niên hồi tâm hối đạo bó gối lai hàng đường ra bái ngãi nghệ phu bảo tử sở vây đầm đền thủ nhang cờ vì pháp tấu biểu quan đan điệp thỉnh phật tuyên kinh cung minh bốn phủ tháo tiến sơn trang tiến cúng thiên quan trợ khí cô hồn loan giá phùng hành bái đảo kỳ an khai hồ mở phủ xuất thủ trình đồng ngày nay ông giáng đền giáng phủ giáng phúc lưu ân chấp chi điệp trạng sớ văn phuông phù bản mệnh bình an nhân cung khang thái tứ thời hưng long xuân đa kiết khánh hà bảo bình an thu miến tam tài đồng minh bách phúc vần hàm giải trừ tai ương diễn tông cầu phúc phúc lai cầu tài tài đáo ngày nay tội tật phúc qua tội qua phúc tới à. Để ông chứng minh cho đi tươi về tốt, đi chín về mười, công ưu thành, danh ưu tọa. Để trong chốn gia đông chồng hòa, vợ thuận phu sướng, phụ tùy đầy thuyền mãn quả, công danh đỗ đạt, quan vận hành thông. Để ông quang phù chứng minh cho được quế tử lan tôn, miêu duệ trường xuân, quan tiền dụ hồng. Để đầu lắng ngay hai vai làm tiểu phục sự đế đô vương mẫu phùng sự của ông đến mãn triều xế bóng à. Ngày nay ông chứng minh quân phù tăng quả phúc thọ cho pháp sư sở tại văn đàn tiếng hát quỳnh quế đôi bên à.
không chứng minh cho chư vị đồng đền, chư vị đồng điện, chư thanh đồng đạo quan, hai hàng bốn phủ, tác phúc trợ chuyện, quang phủ các ngôi bản tử, hưng long tử vũ, quốc đảo dân cầu, cao huê tráng lệ, quang phủ bản mệnh bình an, phúc thọ khang linh, trí tuệ viên thông, chúng nhân ái tính nhà, đức ông quang phủ bản sở liên hoa, được tố linh tố hảo, thơm danh nước tiếng, đồng trưởng họ đoàn, được cao tay bói, được giỏi tay đồng, được đông con nhang vô vàn đề tử, sát quỷ trừ tà, cứu khổ trần gian, cứu đâu đặng đó à. Quang phù cho quốc gia được dù cử dụ trường, xã tắc được thượng hoàng thượng thịnh, nhân dân bản hạc sở tại, xứ phương tứ thời hưng long ngũ cốc phong đăng, mưa thuận gió hòa, thường đi đảo cho phong điều vũ thuận, hạ quang phù quốc thới dân nàng, quang phù cho chư nhân dư gia phả đội gia sứ gia nào hồi về lập ấy à. Trầm oanh nhìn thân xa hồi cùng tên gọi đại hoàng tiếng của đôi tên gọi đại hoàng ô thông minh chính sức vẻ vàng song chiều thân xa hồi cùng dâng tiếng tôn nhang long thành dâng tiếng tôn nhang thịnh cô cửa suốt nghi đao hàng nghi sức tầm thân xa hồi cùng vòng bái tiếng cung khấu đầu vòng bái tiếng cung mời thánh cậu cửa đông ngự về thân xa hồi cung lê mai xuống tiếng cung thịnh mời lê mai xuống tiếng núi rung xuống chính miệng tuyên quang xa năm thần tháng hai bùng ba
sẵn từ trời. Môi son ma phấn, miệng cười nở hoa, mái tóc mây ra ngàn điểm tuyết, đôi mày ngài điểm khuyết tô trang, càng nhìn càng thắm càng giòn ý. Tay đeo hoàng vàng nghi hồ phách kim cương, quần trần áo xít khác thường. Rừng hoàng quê, rừng lang, rừng cúc,
rừng bạch mai, rừng nghỉ giúp rừng thông chi non cao, uông nghi lượng khúc mi sông. Tiếng nữ
hôm nay về ngày hồi vui sang sang nàng tiền nương hôm nay về về ban biển đây lộc tài xưa đi bạc nguyện lòng không dám đứng sai nhất tâm một lòng hữu sung bạn biệt hôm nay vui hát ca đón xuống về điện đơn kiều sinh quá là sinh người sinh cảnh chi mi hướng tình người sinh cảnh cùng mi lung linh mi khác thường thường.
quần sách áo xin mắt thường chân đi hai xảo tự như khai hoa đầu đòn chiêng lắng hoa hầu quầy lưng đai xanh bồ đầy sao quài ý à thật ra tư sâu thổ ngắm cảnh rừng bà xua cà phê một vùng phong mỹ cảnh sơn khê trên ngàn tùng gió mây bay về ngàn
đường thiên an bài. Giờ dần xua ở mà thiên thai giờ về. Gặp hang động sơn khê xuống dạo, đức vua phong mình nữ đạo thần linh. Dù thuyền yên thế cứu dân, thank you.
dẫn hoa môi son ma phân già cả thơm thơm tóc phương già già lưng ong mi chú bà thơm thơm mi tóc phương mi già già tiền vàng mình căng vắt ngang lưng đeo xà tích tay hoang vàng vòng ngọc kim cương ấn phù đạo pháp cương thường ý a à, à, à. Đưa người sơn sang nghi có phen chơi cảnh thanh nhàng ý à. Núi rừng rùng rùng điểm thang mây ngắm mi xem phong cảnh đến đây thác reo uông khúc cây thầm mi dược già trăng nghi soi bóng liễu lá đà rừng cấm xoa rào ban cờ mà ngự vui chúa bà cà phê hạch sắt người trần phàm mà ý à, 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 à. Trần phàm cao lúc cà phê đuối đò sang nước hương khê kim cương đi à, 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 à.
danh thơm còn mãi vang xa. Tiếng lòng thổn thức xuống bà mi thường dân nghi công mi người như nước như non trọng rời lòng giữ lòng son vì đời. Về cõi không đồi cao còn sâu như tiếng rồng bàn tin đồng đình góp hồng mùa ca quan vật thăng thông giấy tờ phật lực
qua cái cơn ngoạn mà đoạn được cái cơn đau, gặp đau cái lương cơ mà lành cái tóc áo. Thế mà cuồng phủ cho phu tướng thật thì đầy quyền mãn quả. Chúng nhân ái kính, nói có người nghe mà đây thì có người sợ khổ. Đi tươi về tốt, đi chính về người, gặp ông có đức, gặp bà có nhân. Thế mà được cho được chú rồi hưng đăng xuân ta, trước cánh hà bảo bình an. Tu biến tam tai đâu ngừng cách phúc, chứ chi khang hiệp bắt mặt hiệu quả. Vận hàn giải từ xa gương viễn tốc. Thế mà quân phù cho lưỡng công cho kỳ đố bạc, thân thông tài nhọc tăng tiến. Nắm lộc nhiều tài, chỉ chân đo việc tánh, nhớ gánh việc trần. Chân theo vật tánh, nhớ theo đồng thầy phục sư, cửa đấu, cửa vua bán, bán nhiều sẽ bóng vô. Thế mà của bà nhà tôi chứng minh cái dân thôn bản hôi. Già na tiếng áo trong thôn ngoài phố, trong xóm ngoài làng. Ngày nay, đêm khuya ngày dạng vẫn về bái an trời của tôi. Cái quân phù cho là thú cốc phong đăng, bình an sức khỏe tướng đời hưng long. Thế mà quân phù chứng minh cái văn đàn kéo ngã đêm khuya ngày đàn, đàn ngọt hát thay như kiến thủy quốc bài. Thế chứng minh cái quân phù kéo ngã đêm khuya ngày đàn, con mắt. Thế mà quân phù cho là cha nào hồi về lộc cái ô. Thank you.
tiếng đàn thanh linh giáng phong từ Hoa Kỳ đua thăm thân xa hồi cùng. Ai đi tới Bắc Ninh sông Đuống hỏi thăm đền xuống tại Lộc Mi nơi nào thân xa hồi cùng. Anh qua xuống Bắc Thạch Hà nhớ vào Chiêm Bái xuống Bà Vương nương ngàn năm mi thơm ngát khỏi hương nghi à. Lại xuống chiều lùng cùng nắng ấm nàng ai
dòng sớm cha. Tinh tình hay mang trống mang già, mang tre mang nứa cơm làm đầy ngàn. Tinh tình hay sông bãi đi tìm ý à. Khai con sóc nhang thấm cờ diều, chúa bà chứng đàn riêng. Nga tích tăng cùng giả kim phục hoàng thân cẩn thanh chúa tiêu trung vương ý à. Thank you.
chiếc xe loan về thăm quê cũ Vũ Quang mang huyền nhà đi ra chơi chốn Lộc Hà Tam Lang đình ấy ngự qua mà chỉ truyền có phèn ra tơi cầm chiêng Kỳ An Hà Tĩnh nghi tới liên đeo chơi vườn bách thảo thăm hồ
hoàng gươm dạo chơi ba song phố phường. Non xanh
ngắt nghi, chẳng nghi hồng bóng nước, nước con sông Đà rào khắp xuôi khe. Ai lên xuôi giúp hòa bình. Dòng chua thác trèo chơi sông Đà, chiếc
kim rồng trèo rơi bên ngọc, vượt con sông đa sao khắp mi suối khe, hàng miếng suối giúp trèo về. Họ khoang ơi khoang, họ khoang khoang khoang, họ khoang nghi ăn là họ số khoang. Trèo về đồng tiếng khắp mọi miệng kêu cầu phong bãi, ai lỗi lầm chua đói lòng thương, mặc dầu ai càng xô giờ dương ý à. Thank you.
lộc tài xua với mang ra bồn vương nội hòm đề đa tháng ngày ban so tiếng tôm lồng dày ý à. Sao gọt lên non, lên đi ngàn tiếng hát veo vong. Suối sâu ca lặng đùa vui, đôi đôi bao la sương đồ nhạc nhòa. Thương đồng loan xa về đây, trên ngàn gió cũng rung cây. Cất cao tiếng hát tỏ vàng cầu ca, cất cao tiếng hát. Tóc rườm rà, rẽ môi cao.
cong cong uốn lượn đường tơ xinh xinh để liêu thân thờ xinh xinh để liêu thân thờ người sinh nên cảnh thác vừa cùng sinh thu hữu tình dòng chơi các ngà bước ngao du khắp cả non cao mường bì mường năm phố xào y a hồi cùng năm phương năm miếu rõ ràng ngũ phương vạn cảnh tiếng nằm dâng thân xa hồi cùng phùng mạng đế đình tôn quang phùng mạng đế đình gia uy sát quỷ sự đình y hình sắp tàn y hình tiếng nga dạo ba mươi sóng động mì tiếng nghi nga bồng lai mì tiếng cảnh chẳng xa y chút nào y thương lại có sướng dâng lên ngài về tâu thôi xưa phi rõ ràng phi so đi trường sinh nhi nhi trường sinh phi so nhi trường sinh sư phu sư quý khang minh thọ trường phi so dũng mạnh đôi đường
sư ở đại vô pháp thể kinh an từ để tăng trưởng trí tuệ thiền hồng chúng nhân lại cái nhà ha đồng thiền các nhật có phan khởi vì căn cao mạnh trọng người sinh dương thế số hình đế đỉnh nguyên do mạnh trọng căn thâm mình tàn bóng quế hồi tâm hướng đạo có gáo lai hàng đường ngai bái xa hệ vu bảo từ sở cây đồng đền thủ nhang cờ vì đại tấu biểu quan đàn điệp thỉnh phật tuyên tình cùng nghìn bốn phủ xuất thủ trình đồng cắt tóc làm tôi nối đời làm con của đình thần hoàng tam tứ phủ bà với đồng thầy khăn điều áo thắm loan giá phụng hành ngày nay chí tư kim nhật quan anh giáng đền giáng phủ giáng phúc liên phần chấp trì điệp trạng sớ văn quân phù nhất thức quốc gia đặc dù chủ dụ trường sát các thượng thường thượng thịnh chứng minh đồng trưởng hoa đoàn ngôi bản từ liên hoa hưng lòng từ vũ chúng nhân các khánh quốc đảo dân cầu đồng trưởng hoa đoàn cao tay bói cực sỏi tay đồng đồng con nhà bát ngàn đệ tử cứu khổ người trần gian ạ con hành chứng minh phong phủ các ngôi vị đồng đền các ngôi vị đồng tiền chư thành đồng đã quan hai hàng cứu khổ các phúc tự nhiên phong phủ các ngôi bản tử vương long tử vũ cao huy tráng lệ hiện hưởng quả bản cổ anh linh con hành chứng minh nước phong phủ tăng phúc tăng thọ văn đàn tiếng hát quỳnh quế ở bên tâm trùng ạ phong phủ khó khăn được bản mệnh bình an yên ngồi chính vị thương mục hà hòa nhân khang phật thịnh tứ thời hưng long xuân đa kết cánh hà bảo bình an phù nhân tam tài đồng toàn đa phúc cổ phúc phúc lại cổ tài tài đá quan vận thanh thông giấy tờ thuận lợi vợ chồng bình an phung dưỡng phù thủy đầy thuyền mãn quả xuất nhập bình an quế tử làm tôn quan tiền dụng hồng để đầu lần ngai hai bài lạc kiệu phụng sự tế đồ vương mẫu cửa quan hành mãn triều dễ báo ngã quan hành chứng minh quan phù dân thôn bản thôn sở hạn sư tử được phong điều cũng vận ngũ cốc phong đăng sức khỏe bình an nhân khang vận thịnh nhà nay quan anh có lời với các quan chúng quan anh nhà chứng minh thừa lời vương mẫu quân phù cho phan niên nay độc đạo phúc thông cầu tất tới nhà lệnh truyền nổi dấu thiết tiểu để cho quan anh đăng đàn kéo câu mở phủ cho phan niên nay ạ. Yêu thời vâng mệnh hoàng thiêng phật thánh chỉ truyền giáng thế dương giang quang về mở phủ khai đàn thiên địa thủy nhạc tôn quang tống trình tấu lên so tới thiên đình khai quang dung nhang thấp cơ diêu quang minh chứng đăng riêng á tích tăng cúng giang kim phục hoàng lâm cầm thánh chúa tiêu trưng vương ta lang thầm xa ơn từ bi mâm lần chúng sinh cô ngã kim đình lễ khai quang và chiêu thiền tôn nghề vang sơ dâng lên thượng lại vang sơ dâng lên ngài về tâu nối chết biên dành dành về cho hai chú trường sinh mình mở phủ khai đàng ngài về mở phủ khai đàng thiên địa thủy nhạc tôn quang tống trình tấu lên so với thiên đình mở phủ khai đàng ngài về mở phủ khai đàng nghìn dọc chú mở phủ so người trần gian độ cho đệ tử hàng vàng nghi lấy ở nơi đầu nước tiệc lấy ở nơi đầu cưới lang lang tốt vuông hồng hồng tươi nước này lấy ở sông sâu nguy tắm so đông tử sạch luôn lầu lầu nước này lấy ở sông ngầu đem về mà uống sạch cuông lầu lầu nước thời lấy ở sông sâu lại nở ra rồng sừng rồng lại nở ra rồng sừng rồng lại nở con rồng sóng tiếng ngài về bóc vỏ sen ân bóc vỏ sen ân ngài về bóc vỏ sen ân
so tân vững vàng, so đồng tân bóng lịch vẻ vang. Là tấm lòng son lá sâu, là tấm lòng son quả cao, là tấm lòng con dân xin ngài về mở phủ trình đồng. Cấp thịt cấp lương ngài về, cấp thịt cấp lương, cấp ngân cấp xiềng bạc vàng đi ra độ so đi từ an vàng. Thứ nhất lộc hoa, thứ nhì lộc hoa đi, thứ ba lộc tài ngài về mở phố trình đồng đi. Bang lộc tiếp tài ngài về, bang lộc tiếp tài đồ cho đệ tử, từ nay theo hầu dốc một lòng, không dám đương sai ưng xin Phật thánh xét soi. Vì soi các đệ tử tình hình ra sao, ngài lên tô đôi thiên đào hồng. Xe cánh quạc tiếng ngài về, xe cánh quạc tiếng đi quạc so đệ tử được mát lòng trường giang độ so đệ tử an khang. Các tóc làm tôi từ nay, các tóc làm tôi trên thuận lòng trời, dưới thuận lòng dân hội đồng ở phủ nghiêm quân nghi. Có số thiên cùng ai thời, có số thiên cùng tấu lên thiên kỳ, lên thì vòng đấu so thính thoại cùng. Dấu thiên tư phủ, dấu phê ngọc bút sắc rồng, lại nở xa rồng mềm. Đồ so đệ tử qua cầu bình an, độ so đệ tử an khang. Bang nền bang đai ngài về, bang nếp bang đai, bang danh bang diệm so người sông sang độ so đệ tử an khang. Cung thỉnh thỉnh Như Lai điểm khai, khai thần nhân chiếu qua minh khai, nhị nhị tâm thành khai, khẩu khẩu tâm thuyết khai, tâm tâm hoan hỷ khai, tấp lông bồ hành ngài về chứng hình nhân.
mi kim mi ý ô ánh vàng soi soi ý cõi trăng giảm với với mây tuông năm sắc đỏ đào bốn phương thật ra hồi cùng giám sát quyền cai trên thượng ngàn quan đi nhị ngài quảng cai chiêng nhang là bức phê sai tảng kiên sư tướng đáo lai độ chỉ tảng sai bên bộ bên quỳ hữu sai bên ma án xa đi ầm ầm hoàng kỳ xa sân trung vương thành kỳ đem chân đông vương hải ngoài nam phương cử nó sập rời vang sơ dâng lên thượng lại vang sơ dâng lên ngài về tâu đốn chết biên dần dần thế cho ngài chưa trường sinh bồn sắc hoàng thiêng ngài về phục sắc hoàng thiêng từ đông ảnh bóng phán dịu dù ta thiêng điều thời vâng mệnh hoàng thiêng phật thánh chỉ riêng giáng thế tư giang quang về mở phủ khai đàn dọc chung mở phủ cho người dân giang độ cho đệ tử an khang khai riêng xứng đàn quang về khai riêng xứng đàn tắm cho tín chủ bình an mát lòng nước này lấy ở bề đông lấy ở bề đông nước này lấy ở bề đông bắc công đức thủy sạch không lòng dòng nước này lấy ở sông ngân lại đỡ ra rồng xứng rồng lại đỡ ra rồng xứng rồng lại nở con rồng sóng tiếng ngài vì bóng cỏ xem ân bóng vàng so đồng cân bóng lịch vẻ vàng là tấm lòng son lá trầu là tấm lòng son quả cao là tấm lòng con dâng trình ngài về hỏa tốc phúc lai
cấp thì cấp lương ai về cấp thì cấp lương nghi cấp nâng cấp xiên bạc vàng để xa độ so để tử an khang long bạc so đồng ai về long bạc so đồng mì đồ so đệ tử từ nay theo hầu dốc một lòng mì không dám đương sai ơn xin một thân xét soi tẩy việc so sơn ngài về độ việc so dần đồ so đến chủ ta định bình an nghi xài thuốc so sơn ngài về xài thuốc so dần đi xài đi cai rồi trên đầu với lâu nay ngài về xài thuốc so dần đi soi tỏ tấm lòng ngài về soi tỏ tấm lòng soi căng đệ tử tình hình ra sao ngài lên đầu đôi thiên tàu xe cánh quạc tiếng ai về xe cánh quạc tiếng quạc so đệ tử bác lòng người trần giang độ so đệ tử an khang nghi ban lộc tiếp tài ngài về ban lộc tiếp tài đồ cho đệ tử an khang thịnh vượng độ cho sống mạnh trăm đường căng tóc đường tôi từ nay căng tóc làm tôi quyền theo phật thanh nối đời làm con quang về cánh dấu son nghi có số thiên cùng ai thời có số thiên cùng quang về tâu đôi ngay dòng chua phê tấu lên thì tùy tề tấu lên thường rơi tâu về thoảng cùng dấu thiên tư tùy lòng làm lễ cáo cầu ngài về mở phủ bóng cầu đồ so gia chủ qua cầu bình an bang nét bang đai ngài về bang nét bang đai bang danh bang diện nghi so người dân gian độ so đệ tử an khang cung thịnh thịnh như lai điểm khai khai thân những thần như chiều quang minh khai nhị nhị tâm thành khai cầu cầu tâm kiết khai tâm tâm hoang nghỉ khai tốc lâm bộ hải khai quang xứng hình nhân thank you.
tâm hùng cường uy vũ, linh sắc rồng cai ngự nam thiên, phùng minh tâm vâng lệnh cửu thiên, thành sơn bích động mỏi biển mì quảng cai. Chốn điện đài uy nghiêm lộng lộng, phép thần thông chi dung ai đường, ngự trên hắc hồ uy cường, đi bay về do bốn phương đổ người. Hiện công tu sáng dạng như hương, nghịch ba ngàn thế giới tựa lương, sấm lấp về phố tìm đường lành sang. Bước đi bảo việc phục thiên bát nhã, bước sông mê ra hồi cùng xin sang biên danh ân lai lãng. Nghi ngôi vận rồng chiếu dạng Nam Bình, thoái quốc mi động đình nhì con vua, thủy quốc động đình hoàng tử giáng sinh đi đền rồng. Chiêng nhang long thành dâng một chiêng nhát, tấu về thoại phù vương ba các tòa thiên đình địa phủ Diêm La, tấu về thủy phù vua Sa Đồng đình vốn dòng hoàng tử thủy cung mi. Sớm dâng lên thương lai có sớm dâng lên, ngài về đâu đôi chưa phê rõ ràng phê do nhị trường sinh. Mở phủ khai đang ngài về, mở phủ khai đang nghỉ thiên địa thủy nhạc, tôn quan tống xin tấu lên cho tới thiên đình. Sọc chú mở phủ cho người sơn giang lộ, cho đệ tử an khang nghi.
lấy ở sông Ngâm nước này, lấy ở sông Ngâm cười lang lang tốt, vung hồng hồng cười nước tiếng sạch bầy trần. Do an bản mệnh, do thân vắng vàng đồng thanh bóng lịch khôn hoàng. Lai nở xa rồng sướng rồng, lai nở xa rồng sướng rồng, lai nở con rồng sóng tiếng ai về bóc cỏ xem ân. Do tâm vững vàng, do đồng tân bóng lịch vẻ vàng. Là tấm lòng son lá sâu, là tấm lòng son quả cao, là tấm lòng con dâng xin ngài về mở phủ trình đồng. Thứ nhất lộc hoa, thứ nhì lộc quả, thứ ba lộc tài ngài về mở phủ trình đồng. Lau mặc so sân ngài về, lau mặc so sân mì đồ so đệ tử thanh tân mọi đàng đồ so phú quý vinh hoa. Tẩy viện dần xa ngài về, tẩy viện so đồng đồ so đệ tử từ nay theo hầu dốc một lòng không dám nương sai. Sải suốt so sân ngài về, sải suốt so sân sải đi tay dối xin đều bấy lâu nay ngài về sải suốt so dần. Xe cánh quạc tiên ngài về, xe cánh quạc tiên mi quạc so đệ tử bác lòng của trần gian. Các tóc làm tôi từ nay, các tóc làm tôi trên thuận lòng trời, dưới thuận lòng dân hội đồng và phủ nghiêm công. Giờ số hội đồng hai bên, giờ số hội đồng chép tinh thính sủ vào song sổ vàng tô lên do tướng thiên tàu. Làm lễ cúng cầu ngài về, làm lễ cúng cầu đồ cho đệ tử hoa cầu bình an, độ cho đệ tử an khang nghi. Băng nén băng đai ngài về, băng nén băng đai băng danh băng riêng nghi cho người trần gian, độ cho đệ tử an khang. Cung thỉnh thỉnh Như Lai điểm khai, khai thần như thân như chiều quan mi khai, nhị nhị tâm thành khai, khẩu khẩu quân quyết hoài tâm, tâm hoan hỷ khai tốc lâm bộ hoàn ngài về chứng hình nhân. Ông các riêng ông ngài về, ngài các riêng âm đi, ngài xe riêng âm, ngài cắt riêng âm, ngài xe riêng trần đủ so đệ tử an khang. Gần xa kinh
quan lớn ngài ngư cảnh bồng lai. Ngư cảnh bồng lai câu thơ thần phu vĩnh khoan thai. Trải sang khi lên ngàn quang xuống biển nghỉ lệnh gian từ quý điểm danh lam đi đền thờ quang nghi tam tiếng kiệu vàng lòng mộng hôn phục thạch bàng rất còn ghi. Dọc đàn tranh quang rơi bời vàng chìm nỗi dư muôn trong chiều thần vằng vu ba quan sai lên đón rước vương quang về châu. Hàng
câu đôi thiên đình thủy phù sức võ từ quang lớn quy đủ bốn phương uy ra mặt châm chính kỳ cương cầm cân này mực sửa sang việc đời quyền thay chúa phép mẫu qua người tôi tú tội linh lệnh mình truyền thủy bộ sư dinh xin tế đai xa mi rơi miệng trần thế gian đồi dòng sinh bên kia đua quăng treo du lịch bốn phương có khi tuần thú sống thương trở về mì bình bắt quế thương lúc đầu khắp mì sông sâu sông thao sông cả sở ra về đông ngã ba xanh thật ra hồi cùng tiệm bán loan có mời quan đến tứ vốn con trời cai ngự y thiên cùng y cờ diều quang minh chiêu tử trung ngã tích tăng cung giảng kim phục hoàng thân cẩm thanh chúa tiêu trùng vừa ta lang thần xa ân từ bi mâm chúng sinh cô ngã kim đình lễ khai quang phỏ chiêu thiên tù Hãy subscribe
mở phủ khai đàng nghỉ xong chú mở phủ cho người trần gian độ cho đệ tử an khang minh. Lấy ở nơi đâu nước này lấy ở nơi đâu? Nước này lấy ở dưới sông sâu thủy để tắm cho tẩy hết bụi đề. Tắm cho đồng tử sạch luôn bụi trần cho bạc mệnh cho thâm vững vàng cho đồng tương bóng lịch vẻ vàng. Lại nở ra rồng xứng rồng lại nở ra rồng xứng rồng lại nở con rồng chắc thiên ngài bị bóc bỏ xem âm. Là tấm lòng son lá châu là tấm lòng son quả cao là tấm lòng con dâng trình ngài về hỏa tông phúc lai. Bác lộc tiếp tài ngài về bác lộc tiếp tài thứ nhất lộc hoa thứ nhì lộc quả thứ ba lộc tài ngài về hợp trình đồng. Lau mặc so đồng ngài về lau mặc so đồng bì đồ so đồng tử luôn luôn lầu lầu lộ cho đệ tử an khang. Đẩy viện cho đồng ngài về đẩy viện cho đồng mì đồ cho đệ tử đồng sang bóc lịch dốc buộc lòng ơn xin thân soi. Giải suốt so đồng ngài về giải suốt so đồng mì giải đi cai dối trên đầu bấy lâu nay ngài về giải suốt so đồng. Xe cánh quạt tiên ngay về xe cánh quạt tiên quạt so đệ tử được mát lòng người trần gian độ so đệ tử an khang. Căng tông làm tôi đệ tử nay mi căng tông làm tôi trên thượng lòng trời dưới thượng lòng dân hội đồng mơ phủ nghiêm cân. Đồng ai về giờ số hội đồng bị chép tên tín chủ vào xong sổ vàng tấu lên cho tới thiên tàu. Làm lễ quốc cầu ai về làm lễ quốc cầu độ cho đệ tử qua cầu bình an độ cho đệ tử an khang. Bàn nét bàn đai bàn danh bàn nét bàn đai bàn danh bàn diệm cho người trầm gian đủ cho đệ tử an khang này. Tam thai dưỡng á lai tam thai hộ á lai nhất an tâm hùng đình nhị an thất phách minh tam an chế bình chàng tinh chủ đắc trường sinh. Bày ra
thư dạo chơi sao xa lạc đạc thì ý cứu rượu ngủ cùng đại cát quang công trừ ta sát quỷ nên danh y tương tài y. Am thai cảnh nhi quang lớn tuần nghi giá người vô nghi vô đặc bày tích cổ gì lại bào phèn xuất nhập trang đài đào loa mi quế xuống vầy bận xương ta ý. Vang sơ dâng lên ngài về tâu đốn chép biên sạch dành phê cho hai chữ thường sinh người cung thủy thủy như lai điểm khai khai thần nhân thần nhân chiếu quang minh hai nhị nhị tâm thành khai cầu cầu tâm kiết hai tâm tâm hoan nghỉ khai tốc lâm bộ hành khai quang sức hình nhân mắc nợ tào quang người trường giang nghi mắc nợ tào quang
giả so vốn phù, ống ra tay vàng đồ so đệ tử an khang. Mã hoa vang dâng lên tài mã hoa vang quang cầm về đâu đôi chưa phê rõ ràng phi so nhị trường sinh. Sống đất chỉ trời dọc ngang ngang dọc cho yên nước ở nhà. À, các quá Thiên Phủ hồi, Thiên Phủ Địa Phủ hồi, Địa Phủ nhà phủ vàng hóa bình tốc đáo hữu bình tốc lại. Các quần nghe lệnh quan lớn chỉnh túc cần nì, quần nào đội đó thù chấp long chu thượng mã tài mã kim ngân tào quan thiên khố họ Phan bảo hộ đồng nhân bảo hộ đàn trang, quần nào cùng nào hồi sở đấy à? Hello.
Vừa đó, vừa đi. Còn lớn mình cũng tầm 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 thì được du cũng du trường, ăn cơm vườn, phong điều,
Quang phù, con ghi đáo cho con điều hữu thuận. Ngã vô phủ có khớ gian nan, vô phủ cho kinh nhân chúng ta. Phá đối ra sứ, ai đấy khi trở ra về thì hồi lộc, hồi phúc ta. Trần Tùng Hoành lấm liệt oai hùng gương trang sĩ, xin ngàn năm con đề dấu anh linh, dầu thôi lại sợ ra đi, cười tướng bạch thổ lên dầu thường thiền thân xa hồi cùng đi.